cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc chẳng ở yên, còn phúng phàm trần ấy vì thương trăm họ vàng dân nên chẳng kể tâm thần lâu khổ. Dạ quê giúp khuyên người tỉnh ngộ, dạ bạn buôn thức giúp người đời, rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kiêu ngạo. Kẻ gian ác bị gươm ba thước, nơi pháp tràng trị kẻ hung hồn. Được thành thơi nhờ chữ Nam Mô, thuyên bổn đạo ráng mà trì chi. Xưa nay ba thất niên vũ lý, huống chi ta sao khỏi tiếng đời.
dòm biển trần cảnh khổ vơi vơi. Lao với khổ, khổ lao chẳng xiết. Ghét bạo chúa là xưa trụ kiệt, mất cơ đồ lại bị lửa thiêu. Thương Minh Vương bắt chước Thuấn Nghiêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương trần thế kể sao cho xiết, mượn xác trần bút tả ít hàng. Kể rõ ràng những việc lầm than, mặt làng xóm muốn nghe thì chép. Việc tu tình khùng không có ép, cho giấy vàng điên chẳng có nài. Lòng yêu dân chẳng nề văn dài, cho bổn đạo giải phây niệm Phật. Việc này đến đây truyền sự thật ấy là lần. Thời gian nối tiếp thời gian, mỗi một mùa hạ đi qua là mỗi lần tăng thêm số đếm của mỗi chu niên kỷ niệm, cũng là dịp cho mỗi tín đồ tăng thêm niềm kính phục thần cách và giáo lý siêu thượng của Đức Huỳnh giáo chủ, đồng thời cũng lớn thêm thành quả tu học và tầm dốc giác ngộ chân lý. Và giờ đây thời gian còn động lại của ngày đại lễ 18 tháng 5, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Lược cùng với ban quản tự chùa Bửu Sơn Tự tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do các giáo lý viên trung ương đảm trách hầu đáp đền ân Tam Bảo. Căn cứ điều 10 chương 2 hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, căn cứ thông bạch số 610 của ban trị sự trung ương ngày 9 tháng 5 năm 2018 về việc tổ chức đại lễ 18 tháng 5 năm Mậu Tuất, căn cứ chương trình đạo sự hàng năm của ban trị sự xã Tân Lược đã thông qua Ủy ban Nhân dân xã, hôm nay vào lúc 18 giờ 40 phút đêm 18 tháng 5 năm Mậu Tuất 2018 tại sân chùa Bửu Sơn Tự, long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý do hai giáo lý viên trung ương đảm trách. Chúng ta hãy tin tưởng rằng buổi thuyết giảng giáo lý tối hôm nay sẽ là bài pháp công đức vô lượng không thể nghĩ bàn cho đồng đạo chúng ta. Nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Đó là lý do của buổi thuyết giảng giáo lý tối hôm nay. Về dự buổi thuyết giảng giáo lý tối hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên trung ương Nguyễn Văn Bốn đến từ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên trung ương Quỳnh Thị Bạch Lê đến tại địa phương. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông trụ trì chùa Bửu Sơn Tự Bùi Văn Thanh. Thưa chư quý vị, về dự buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tối hôm nay, chúng tôi nhận thấy và đã tiếp đón phái đoàn của ban trị sự và đồng đạo các xã như Phong Hòa, Định Hòa, Tân Hòa của huyện Lai Dung, Đồng Tháp đã về dự, đề nghị quý vị hoan nghênh. Xin trân trọng giới thiệu và tiếp đón ban trị sự và đồng đạo của các xã lân cận như Tân Bình, Tân Quế, Thành Lợi, Thành Trung, Thành Đông, Tân Hưng, Tân An Thạnh và đông đủ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong xã đã về dự, đề nghị quý vị hoan nghênh chung. Thưa chư quý vị, tiếp theo chương trình là phần nghi thức tôn giáo. Kính mời tất cả chư quý quan khách và chư quý đồng đạo chúng ta đồng đứng lên hướng về phía trước lễ đài để tiến hành nghi lễ. Xin kính mời. Kính mời quý vị hướng về phía trước lễ đài trang nghiêm phúc kính lễ Đức Phật, kính lễ kính. Thưa phúc kính lễ đã qua, tiếp theo là kính lễ Đức Thầy, kính lễ kính.
Thưa phần nghi lễ đã xong, kính mời quý vị đồng an tọa. Thưa chư quý vị, giờ đây, trước khi vào chương trình đọc diễn văn khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý tối hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý quan khách và đồng đạo chúng ta hướng về lễ đài để xem trình diễn một màn pháo hoa để chào mừng đêm thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo nhân ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo lần thứ 79 năm. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý vị, đây là màn pháo hoa để chào mừng đêm thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ngày đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm lần thứ 79 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. 18 tháng 5 kỷ mão 1939, 18 tháng 5 mậu tuất 2018. Đề nghị quý vị cổ vũ cho một tràng pháo tay. Đề nghị quý vị quan lên. Và kính mời Lê Văn Công, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Lược bước lên diễn đàn để đọc lại diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời. Đề nghị quý vị cổ vũ cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đại diện Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Kính thưa quý vị, là giáo lý viên của Ban Phổ truyền Giáo lý, Ban Trị sự Trung ương. Và kính thưa ông Bùi Văn Thanh, trụ trì chùa Bủ Sơn Tự. Và kính thưa quý Ban Trị sự, các xã bạn cùng toàn thể đồng đạo kính mến. Hôm nay, nhân ngày 18 tháng 5, kỷ niệm 79 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Lược hợp tác với Ban Quản tự chùa Bửu Sơn Tự tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 2 trong năm 2018. Trong không khí hân hoan phấn khởi của buổi thuyết giảng, lời nói đầu tiên thay mặt cho Ban Tổ chức, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Lược kính đến quý vị lời chào mừng cùng lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Xin tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Kính chúc quý quan khách được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc thành đạt. Kính chúc đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Chúc buổi thuyết giảng thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách cùng chư quý đồng đạo, tiếp theo chương trình giờ đây đến phần thuyết giảng giáo lý đời thứ nhất. Thưa chư quý vị, cổ nhân có bảo: nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thân người có được, Phật pháp khó nghe. Hôm nay chúng ta đã được thân người và nghe được Phật pháp. Duyên lành gõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Hay là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Hoặc là muốn tu tỉnh, nay đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Để làm sáng tỏ chữ tu trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, nhân buổi thuyết giảng giáo lý tối hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên Trung ương Nguyễn Văn Bốn đến từ xã Thành Lợi bước lên diễn đàn để trình bày qua đề tài chữ tu trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Kính mời quý vị cùng lắng nghe và theo dõi sự trình bày của giáo lý viên. Xin trân trọng kính mời. Đề nghị quý vị ủng hộ cho một tràng pháo tay. Xin chân thành cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện chính quyền Mặt trận Tổ quốc các cấp, kính thưa ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long, kính thưa ông Bùi Văn Thanh, chủ trì chùa Bổ Sơn Tự, kính thưa ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Lược, kính thưa toàn thể quý vị là trưởng ban, phó ban, trị sự viên, các xã bạn, và kính thưa quý vị là thiện chí thức, là các vị mạnh thường quân cùng quý vị tín đồ tiêu biểu hiện diện, kính mến. Thưa quý vị, chúng tôi rất may mắn được ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương cho phép đến đây để cùng chia sẻ và trao đổi đôi điều đạo đức, để cùng nhau vừa tu vừa tiến để đi lên con đường giác ngộ giải thoát. Lời nói đầu tiên, Tư Bốn xin gửi đến quý vị lời chúc phúc tốt lành và lời trân trọng cảm ơn nhất. Thưa quý vị, nói về giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thì ở đây toàn bộ ở xã Tân Lược, đồng đạo chúng ta là bận thiện trí thức, là những người đã nghiên cứu kỹ càng và đã thực hành qua tôn chỉ giáo lý của Đức Thầy. Tôi đến đây cũng không ngoài lặp lại những gì mà quý vị đã biết, mà quý vị sẵn có. Thưa quý vị, trước khi đi vào đề tài hôm nay, chúng tôi xin kể quý vị nghe một chuyện thế này. Nói có một cái bà mẹ chồng cùng nàng dâu. Bà mẹ chồng rất khắt khe từ lời nói, từ nước nôi, từ ăn uống. Một hôm nọ, có người đồng đạo lối xóm mới qua nói: chị ba ơi, bữa nay giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo thuyết giảng hay lắm, chị đi cùng tôi nghe thử một lần cho biết. Nói trời ơi, nghe mấy thuyết giảng hoài có gì đâu mà biết, cũng vậy thôi. Lúc này chị ba cho năn nỉ chị hai: thôi mà gán đi đi, tôi lên xe tôi chở chị đi. Nhưng có điều nghe, lợi ban trị sự người ta đó, ta là tiếp đãi mình là rất long trọng, rồi nước đầy đủ ăn, rồi cơm cháo ăn rất ngon. Bà này nghe thấm ý bà của bác, bà nói được vậy thôi, chị chở tôi đi lần đầu đi. Thưa quý vị đồng đạo, thì sau khi đi nghe dự thuyết giảng xong thì bà đêm này, tức là chị ba đó, nằm trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ đôi điều đạo đức vừa qua mà giáo lý Phật giáo Hảo được anh em đã truyền đạt. Một đêm không ngủ, tư duy và nhận xét đúng sai một cách rõ ràng chân lý. Sáng lại người dâu khe khắc quý vị mới bưng cái ly trà lên, nó thưa mẹ dùng trà. Nó thôi con ơi, mẹ bữa nay không dùng trà. Nó thưa mẹ dùng bánh. Thôi con ơi, mẹ không dùng bánh. Nó thưa mẹ, hồi hôm mẹ đi giữ tiết giảng mẹ ăn trúng cái gì mà sao bữa nay mày dễ quá vậy? Nó có gì đâu, cô bác biết ăn trúng gì không? Ăn trúng đạo đó. Phải bác? Dạ, hay vô cùng. Ăn trúng đạo mà bà sửa được đó, bà trở thành người mẹ hiền, mà hiền vô cùng, thương nàng dâu con gái. Kính thưa quý vị, Đức Thầy có biết là đạo hiểu rồi ngôn tợ gỏi nem, nhưng có điều kiện mùi đạo diệu gỏi nem khó sánh, hay ho vô cùng phải bác? Vậy thì hôm nay ở đây chúng tôi thì nó có chỗ đặc biệt hơn, là không nói dài dòng về tu là như thế nào, mà chúng tôi nói thẳng vào chủ đề, đưa ra ba nội dung. Một, tu là gì? Hai, tại sao ta phải tu? Đặt câu hỏi. Cái thứ ba, vì sao ta phải tu theo đạo Phật giáo Hảo? Đó là ba chuyên đề mà Tư Bốn sẽ gặp gỡ bà con trong tối 18 hôm nay. Thưa quý vị, tu mà ở đây chúng ta phải nhận định một cách rõ ràng chân lý để chúng ta thực hiện cho đúng theo giáo lý căn bản của Đức Thầy. Từ đó chúng ta mới thành hình một vai trò của gia đình, một vai trò của người tín đồ và một vai trò của người lãnh đạo. Chúng ta truyền đạt bằng cách rõ ràng, minh bạch và công bằng. Thế nên chữ tu trong giáo lý Phật giáo Hảo không có gì xa lạ, mà tu là sửa chữa
là cải thiện cho mới mẻ tốt đẹp. Phải không bác? Vậy thì ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Vậy thì ở đây chúng tôi xin nhắc lại là tu là sửa, là sửa chữa, là cải thiện cho mới mẻ tốt đẹp. Cũng như bây giờ chúng ta có một cây mai rừng, khi bứng về vô chậu mà chúng ta không tỉa cành, chúng ta không săn sóc, chúng ta không là tỉa rễ, thì mai rừng vẫn là mai rừng. Mà chúng ta đem gì, chúng ta tỉa cành, tỉa rễ lên chậu đẹp đẽ, ngày mùa xuân qua đó, được hãnh diện vô cùng, được ra chợ bán, cây mai có giá trị vô cùng, đôi ba chục triệu. Là do đâu? Là do tỉa cành, lo tỉa rễ, cuối cùng cây mai trở thành tốt đẹp. Vậy thì người tu muốn trở thành tốt đẹp, được bà con tín nhiệm, được xã hội tín yêu, thì chúng ta phải trau sửa. Phải không? Vậy thì sớm lo sửa kiển trồng quê, thơm tho gia chủ, danh đề tổ tông. Vậy thì trong phần sửa này, chúng tôi đưa ra ba cách sửa chúng ta nhận định như sau. Một là chúng ta sửa về thân, hai chúng ta sửa về khẩu, ba chúng ta sửa về ý. Đó là nội dung chuyên đề tu là gì. Vậy là sửa về thân. Khi chúng ta chưa tu thì thân chúng ta sanh ba điều ác: sát sanh, đạo tạc, tà dâm. Khi chúng ta chưa tu thì chúng ta giết các loài sinh vật để nuôi mạng sống của chính mình. Tuy biết rằng chúng ta ăn trái kỳ 14 rằm 29-30 không thể nào dứt tiệt các loài như là heo, gà, vịt được, nhưng đừng dựa vào lý vật dưỡng nhân mà giết nó một cách quá đáng. Thí dụ chúng ta ăn 100 gram thịt thì 100 gram đừng ăn nên 2-3 kg, nó phí, mà cuối cùng nó lãng phí cho các loài sinh vật. Vì thế nên chúng ta phải nghĩ một cách rằng hôm nay chúng ta ăn chay 4 ngày thì từ bi được 4 ngày, bình đẳng được 4 ngày, mà chúng ta nỡ nào lại giết các loài sinh vật trong những ngày chay lạc, mà Đức Thầy chúng ta biết trong những ngày chay lạc phải cử hẳn. Trong bá gia nhiều ít lòng chay phải giữ trọn trong nền Phật pháp. Phải quát. Vậy thì chúng ta mưu cầu ăn uống đủ những sự nhu cầu cần thiết trong bữa ăn mà thôi. Vì chúng ta sống cuộc đời này tạm mượn vô thường, tạm mượn do đất nước lửa gió hiệp thành, sớm muộn việc bị tan rã. Ăn để sống, ăn để học đạo, ăn để lo tu hành. Thế nên chớ giết, chớ bạo giết. Phải quát. Vậy thì điều này Đức Thầy cho biết nè, bớt vậy là phiên bá gia, bá tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Chữ diệt là vượt lập, là vượt qua, mà chữ đàn tức bố thí, tức là bố thí cho các loài sinh vật, là loài hữu tình cũng ham sống sợ chết như nhân loại vậy. Thưa các bác, vậy thì hôm nay chúng ta ăn trái kỳ thì tránh còn lại 26 ngày chúng ta nhu cầu theo cần thiết của sự ăn trái kỳ mà thôi. Chớ giết, và cuối cùng chúng ta không phung phí sinh mạng các loài sinh vật. Cái thứ nhì là chúng ta giết các loài sinh vật để tế thần cúng thánh. Bây giờ hôm nay chúng ta quy theo đạo chân chánh, là một đạo chân truyền, một cái đạo du di của Phật Thích Ca Mâu Ni truyền đạt lại. Không lẽ nào chúng ta lại không tìm hiểu những lẽ phải trái, những chỗ sai lầm vào tà kiến, và cuối cùng chúng ta sẽ bị thất bại. Bây giờ chúng ta nhận định Đức Thầy chúng ta có dạy: khi gặp tai nạn bất ngờ hay rủi ro đau ốm, con người không chịu thuốc thang khẩn giấy Phật trời cầu cho tai qua nạn khỏi, họ lại giết các loài sinh vật để tế thần cúng thánh. Một đoạn văn này của bác thấy Đức Thầy dùng những lời rất hay ho, dạy cho tín đồ phải nhận xét bằng một cách rõ ràng và chân lý. Bây giờ hôm nay rủi ro đó là do đâu? Là do tiền căn báo quả hậu. Phải quá, tiền căn báo hậu, mà Đức Thầy chúng ta biết nè, rủi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiển kiếp làm điều báo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giấy Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xã, đấng thần minh công bình trực dạ, đâu ăn no đổi quả làm mai. Đây là một đoạn văn mà trong dưới văn dần Đức Thầy đã diễn tả cho chúng ta. Vậy thì hôm nay người tín đồ Phật giáo hảo, khi tu gồm phải dùng chánh kiến. Lắm lúc nhiều khi người ta nói là đau chân thì hở miệng. Một hôm nọ tôi đi cầu an quý vị, cầu an xong rồi tôi mới ra sau tôi đi toilet. Thì sau khi tôi đi cầu trước cầu an ba hiệp, bữa đó tôi làm sứ ngôn, cầu an xong rồi thì cầu cho là một cái bà đó là sớm giải quả căn tiêu trừ tật bệnh. Phải không cô bác? Ở đây ai cầu an cũng biết rồi. Nhưng có điều kiện sau lưng ở ngoài bằng sau hè đó có một cái bàn đặt với cái tấm thớt lên, rồi lấy cái dao cắm lại, rồi có cái mẻ nước. Thì đây là một điều hoàn toàn trái với nhân đạo, trái với sự chân lý của Phật giáo hảo. Trước cầu Phật mà sao chúng ta lại có những cái tà kiến như vậy, thì cuối cùng sự tin tưởng của mình đối với Thầy tôn kính chúng ta hoàn toàn
chưa phải là tin hết lòng. Thế nên người tín đồ ngoan đạo chúng ta cố gắng phải làm theo lời chỉ dạy Đức Thầy bằng cách chánh tín. Đi thì đừng bả đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọ thân ngũ kiếp. Vậy thì hôm nay chúng ta đã giác ngộ, chúng ta đã tu, thì chúng ta phải khoan dung, tha thứ và biết thương tất cả loài người cũng như loài vật, vì chúng là loài hữu tình, cũng có giác tánh, cũng có giác tánh và cũng có thể tánh giác ngộ cũng như chúng ta. Vậy thì chớ giết và chớ giết. Điều này Lục Tổ Huệ Năng cho biết là các loài tự có đạo, chớ giết hại loài nào. Đến ý thứ hai là đạo tặc. Thưa quý đồng đạo, người tín đồ Phật giáo hảo làm theo lời dạy Đức Thầy thì không thể nào chúng ta sanh đạo tặc. Đức Thầy chúng ta dạy. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền nhân cách. Phải không bác? Vậy thì cần kiệm rồi sốt sắng lo làm ăn, làm sao chúng ta nghèo? À, làm sao chúng ta nghèo được mà chúng ta lại là phải đi đạo tặc trộm cắp? Vậy thì hôm nay chúng ta cần kiệm sốt sắng làm ăn thì đầy đủ tiền bạc, một là chúng ta dư giả thì đạo tặc làm gì? Chúng ta đem ra bố thí giúp đời để rồi tạo tác phước điền thì chúng ta đâu có khi nào sanh đạo tặc, phải không bác? Vậy thì ngày nay chúng ta nhận qua những lời chỉ dạy của Thầy, qua một đoạn văn trên, thì người tín đồ Phật giáo hảo là cần kiệm, mà lô tu hiền chân chất thì phải sợ tội lỗi, phải không bác? Vậy thì hai sợ tội lỗi. Vậy thì của phi nghĩa làm chi xong chuyện, phải không bác? Vậy thì tất cả trên thế gian này, thân ta còn dài đó mấy đây, của ấy cũng khi tan khi nghiệp, thì có gì đâu mà phải sanh đào tạc của bác. Vậy thì ngày nay chúng ta đã tu thì chúng ta không phạm giới tà dâm. Bởi vì cái chỗ này nó có bác biết, cái xã hội bây giờ đó, nhà nước người ta đang kêu gọi người Việt Nam của chúng ta là một chồng một vợ, một chồng một vợ, không bao giờ thay cái là dạ đổi lòng. Tại sao vậy? Bởi vì đây là luân thường đạo nghĩa, đạo lý của con người, giống chồng tiên không thể nào chúng ta quên được. Thế nên vậy thì trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá chinh hãy tiếc nữ nhân, gái lẫn lơ tiếng quyển đời đời, qua có chủ đèo bằng tình mới. Vậy thì không nên, mà chúng ta là người giác ngộ tu hành theo đạo Phật giáo hảo, phải giữ gìn gương xưa trong trắng, bắt chước gương xưa, trao dồi lòng hiếu trung chính tiết. Bác vì là hàng phụ nữ gương xưa nước trí, những mẹ hiền dâu thảo vô truyền. Vậy thì ba cái tức là cái thân mà chúng ta sửa về thân đó, là ba điều ác chúng tôi đã trình bày qua. Tiếp theo là khẩu sanh bốn điều ác: lưỡng thiệt, ý ngôn ác khẩu và dòng ngữ. Thưa đồng đạo, khi chúng ta chưa tu thì chúng ta nói những lời tục tằn, thô lỗ, chia rẽ gia đình, chia rẽ nội bộ, chia rẽ xã hội, chia rẽ tôn giáo, làm cho bất hòa nhau, bất thiện cảm với nhau là do đâu? Là do lưỡng thiệt, ý ngôn ác khẩu mà gây ra tội lỗi này. Hai các bác, người tín đồ Phật giáo khi đã tu rồi, đã giác ngộ rồi thì phải biết, một là biết tội, biết phước, phải xét soi rõ ràng, minh bạch một cách công bằng. Phải bác, vậy thì hôm nay ngày ra chúng ta đã giác ngộ thì chúng ta dùng lời nói phải thanh cao, thanh bạch, dịu dàng, trong sạch và êm ái. Điều này Đức Thầy cho tôi biết nè, lửa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có bất dư, bằng tích ác quả ơn lo đắm. Vậy thì người giác ngộ qua đời này chúng ta đều do tội lỗi mà do khẩu nghiệp gây ra, nên chúng ta sửa nơi cái biển chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta sửa về ý. Ý là gì? Ý là suy nghĩ, là tư tưởng. Mà tư tưởng nó khi gì nghĩ quấy, khi gì nghĩ tốt, khi gì nghĩ thiện, khi gì nghĩ ác. Tại sao? Vì chúng ta chưa làm chủ được tâm ý, nên để cho tâm ý chúng ta truyền theo nào lục dục thất tình, nào danh lợi cảm tình quyền quý, được hàng ngày ghi nhớ. Nên thế nên vì thì hôm nay chúng ta đã nhận thức qua phần suy nghĩ này, nó làm cho nội tâm chúng ta bị rù quến, bị suy nghĩ những chuyện sai trái bên ngoài, và cuối cùng phải bị luân hồi sanh tử. Ngày nay chúng ta đã tu, ngày nay chúng ta đã giác ngộ thì phải soi độ chính mình, dùng ngọn đèn chân lý phá tan màn vô minh tà kiến sai trái, và cuối cùng trở về với tâm của chính mình hoàn toàn trong sạch, chánh chơn và thiện mỹ. Thưa quý vị, điều này Đức Thầy chúng ta thường hay nhắc nhở. Sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa tư tưởng, tìm cách đánh đổ những tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa và đạo đức. Thưa quý vị, trước khi kết luận qua cái chủ tu sửa về thân, về khẩu, về ý, tôi kể với chị ngắn khoảng chừng 2 phút thôi. Thưa quý vị, một hôm nọ có vị tỳ kheo giữ 250 giới,
thì sau khi giữ không thể nào giữ được. Một hôm nọ mới bạch Đức Thế Tôn: thưa Thế Tôn, 200 năm giữ giới con giữ không được, nhờ Ngài giúp con giữ giới nào thấp nhất và dễ nhất, nhờ Thế Tôn chỉ dạy thưa con. Lúc bây giờ Thế Tôn không cần đắn đo suy nghĩ, nói thôi được rồi, một là ông giữ thân không ha, thân không phạm tội nè ha, không có sát sanh, đạo tặc, tà dâm, miệng không nói tội nè, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, dâm ngữ, ý không nghĩ quấy, tham lam, sân nộ, mê si. Lúc bây giờ vị tỳ kheo về nhà hạ thủ công phu và chuyên trì: một làm thân không quấy ác, khẩu không nói ác, và cuối cùng ý không nghĩ ác, và cuối cùng của bác biết sao vậy, thì cuối cùng cái tâm người này hoàn toàn vắng lặng, tư duy vắng lặng, suy nghĩ tốt đẹp, và cuối cùng chứng quả a la hán của bác. Vậy thì qua nhận định trên, chỉ người xuất gia tu hành giữ ba giới này thôi mà cuối cùng sẽ được chứng quả a la hán. Vậy thì bổn phận chúng ta người tín đồ phải làm thế nào? Một là đừng để cho thân mình làm ác, khẩu mình đừng nói ác, và cuối cùng ý mình đừng nghĩ ác. Vậy thì nếu tâm hoàn toàn thanh tịnh thì cửa Phật đều ở trong tâm của chúng ta. Vậy thì cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, Tây phương quyết đáo chung vui Phật đài, hoặc là ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lắm nguồn trơn Phật tiếp dẫn cho. Vừa qua chúng tôi trình bày qua cái nội dung thứ nhất là tu là gì. Bây giờ tới cái chuyên đề thứ hai, tức là tại sao ta phải tu. Thưa quý đồng đạo kính mến, bây giờ ta đặt vấn đề tại sao ta phải tu. Bây giờ tôi đặt cái gì đề nha. Bây giờ ở đây đồng đạo chúng ta trên vùng này đó, tại sao ta phải trồng khoai lang? Vì trồng khoai lang chúng ta sẽ được làm giàu nên chúng ta trồng, nói sự đời. Tại sao ta phải trồng mít thái? Vì mít thái dễ được cất nhà tường. Tại sao ta phải dùng cơm? Dùng cơm để chúng ta no. Tại sao ta muốn được giải thoát? Thì chúng ta phải tu của bác, phải tu mới được, phải tu mới giải thoát. Ta đặt câu hỏi với bác, tức là mình nương vào câu hỏi để mình tìm tàng. Chúng ta nhận định vậy thì chúng ta mới thấy là tại sao chúng ta phải tu. Được như vậy thì chúng ta mới thấy một cách rõ ràng và minh bạch. Điều này Đức Thầy cho chúng ta biết nè: nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Đó, mình coi tại sao mình phải tu. Coi tại sao quý vị. Bây giờ tôi đưa vào vấn đề. Một là người tu bây giờ đó, nó không có hòa, nó không có hòa căn cơ trình độ với nhau, nên tu càng đông nhưng mà ý nghĩ và sự nhận xét không đồng đều với nhau, nên người tu dày, kẻ tu cao, người tu thấp. Nhưng trong giáo lý Phật giáo hảo, chúng tôi đưa ra bốn nguyên nhân mà người tín đồ Phật giáo cần phải tu. Cái nguyên nhân thứ nhất là vì có duyên lành gặp được Phật pháp. Vì có duyên lành gặp được Phật pháp quý vị. Vì thì hôm nay không phải cái nhân duyên mà tự nhiên mà có, mà chúng ta đã tích lũy trong nhiều đời, nhiều kiếp. Cũng như chúng ta ví dụ giờ chúng ta tu phước, chúng ta làm các việc từ thiện, thì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta mới chứng quả tiên, phải không? Vậy thì trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta là người đã giúp Đức Thầy chúng ta trên đường đi thuyết pháp, từ khoảng đường này qua khoảng đường khác, trong thời gian nhiều đời nhiều kiếp. Nên khi đạo Phật giáo hảo mở cửa, đạo mở cửa bày câu minh mục, thì chúng ta giác ngộ tu hành, nên duyên với Đức Thầy mình, phải không? Duyên lành gặp được pháp. Vậy thì sau khi bây giờ cô bác biết đó, bây giờ mình không có duyên vậy thì làm sao chúng ta tu được? Mà trong bài Sứ Mạng, Đức Thầy chúng ta đã khẳng định như sau: vì thể hiện lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều tiền kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Phải duyên lành của bác. Vậy thì duyên lành rõ được cùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên của Phật. Cô bác biết con rùa ở biển ha, 500 năm nó nổi lên một lần, nhưng mà nổi lên nó nếu trước á, cái bọng á, thì cái bọng đi sau á, thì nó trễ, nó hút. Mà nổi sau mà cái bọng đi trước thì nó hút, nó trễ. Thì cuối cùng làm sao chúng ta nổi nó vừa chiến trong cái bọng cây. Con rùa nó bọng cây, thí dụ bọng cây bé lớn mà, con rùa bé lớn vừa nổi bọng cây, con rùa nó vừa nổi lên thì bọng cây vừa đi ngang thì con rùa nó trung vô. Ý nó sẽ là may mắn, vạn lần may mắn, trăm lần may mắn mà được vậy. Không phải dễ đâu, phải các bác. Vậy thì cái bọng cây này nó chờ đúng nhân duyên, chờ đúng cái duyên lành, mà nó nổi vừa con rùa vừa nổi lên thì bọng cây vừa trôi ra, con rùa nó chung vô. Ý nó sự là may mắn, phước báo, được gặp đạo, phải các bác, được gặp đạo. Vậy thì hôm nay Đức Phật nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Thân người có được mà bây giờ quý vị được, mà Phật pháp có nghe bây giờ quý vị được nghe, phải các bác. Vậy thì hôm nay qua nhận định trên,
là nhờ gặp được duyên lành, gặp được Phật pháp. Mà nếu không, chúng ta không có duyên thì buổi hội ngộ hôm nay không thể nào từ bốn đến đây để gặp gỡ bà con được. Vậy thì cô bác nhận định hen một cách rõ ràng, Đức Phật thường nói là dược y bất tử bệnh, Phật thủ quá duyên nhân, thuốc hay không trị được bệnh tử, còn Phật chỉ độ ai có duyên lành, rày mừng gặp đặng lúc ban ân, duyên trước ngày nay mới có phần. Phải không? Vậy thì qua chương trình thứ nhất, qua thứ nhì là tinh lực nhân quả mà chúng ta tu. Nhân là gì? Nhân là nguyên nhân, là hột giống, là việc làm, quả là kết quả, là bông trái. Đức Phật, tại sao Đức Phật mới thuyết kinh nhân quả này? Là vì chúng sanh chưa thấy, chưa nhận định được Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Cũng như thí dụ của quán nha, khi mình việc làm của mình đó, mình không hay không biết, mà khi nào nó hiện lên những cái nghịch cảnh làm cho nhà mà tan cửa nát thì mình lại than trời trách đất: trời ơi, tôi làm từ thiện như vậy mà sao nhà tôi gặp không ai, rồi tôi là đi nấu cháo bệnh viện mà sao tôi gặp tai nạn, rồi tôi đi là các nhà tình thương mà sao tôi bị là té cậu. Thì đây là cái nguyên nhân mà chúng ta phải cần hiểu biết một cách nhân quả rất công bằng. Tại vì do đâu? Là cái nhân này do tiền kiếp, nhiều đời nhiều kiếp mà hôm nay chúng ta trả lại, trả lại một lần để cuối cùng chúng ta hết bị quả báo, để rồi cuối cùng chúng ta sẽ được giải thoát. Phải không? Vậy thì hôm nay nếu chúng ta nhận định nhân quả rất nghiêm minh mà Đức Phật đã truyền dạy, Đức Thầy chúng ta nhắc lại, thì người tu phải trồng giống gì? Một là nấu cháo bệnh thiện, bệnh viện là nhân lành, là nhân lành. Các nhà tình thương là nhân lành, đi kiếm thuốc nam là nhân lành, phải không? Và nuôi trẻ mồ côi là nhân lành, thì cuối cùng chúng ta sẽ hưởng quả phúc. Trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Phải không? Vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta trồng đậu, chúng ta sẽ ăn đậu. Chúng ta trồng bắp, chúng ta sẽ ăn bắp. Chủng đất qua, quần đất qua, mà chủng đậu quần quả đậu của bác, phải không? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ phải tin lực nhân quả do Phật thuyết ra. Người tín đồ nên trồng cái nhân gì để gây hạnh phúc cho đời sau, và cuối cùng sẽ được kết quả trong hậu lai, tức là nhân tốt đẹp. Vậy thì điều này chúng ta nhận định trong kinh Phật cho biết rằng nhân kiếp trước quả kiếp này phải trả, nhân kiếp này để hậu quả về sau, quả do nhân xoay chuyển xoay hoài, trong lục đạo từng quần giao trả mãi. Người hiểu đạo quả kiếp này vui hái, nhưng không trồng đâu có quả khổ đau, nếu không trồng thì đâu có quả khổ đau, không dung tưới đâu đâm chồi nhảy nắng. Phải không? Mình trồng cái kiển mà không dung phân tưới nước thì cây làm sao có chồi. Từ chỗ đó chúng ta nên gieo cái nhân thiện, nhân thiện, để rồi cuối cùng chúng ta hưởng quả ngọt về sau. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy thì từ xưa tới nay người tu hành phải đi theo, phải tin luật nhân quả, để rồi gieo giống thành để hưởng quả phúc, quả ngọt về sau, và cuối cùng chúng ta sẽ tránh đi những sự lạc lầm trên đường tu nhân hành thiện. Bây giờ qua cái thứ ba, cái nguyên nhân thứ ba là vì khổ sắc thân mà ta tu. Thưa quý đồng đạo, hôm nay chúng ta có thân là rất may mắn trong thời kỳ này, nhưng mà khi có thân rồi mà chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta chưa tu đó, thì sắc thân chúng ta sẽ bị sanh già bệnh tử, hoặc là sáng trưa chiều tối. Tại sao? Vì khi mình có thân rồi, mình đam mê trong dục vọng, chìm đắm trong bả lợi danh mùi phú quý, phải không? Thì cuối cùng đi theo con đường này mà cuối cùng chúng ta phải, khi bỏ thân thì cuối cùng phải đi nằm trong vòng luân đạo, luân hồi sinh tử, là do cái thân mình tạo tác những nghiệp không đúng đắn, và cuối cùng chúng ta cái thân mình phải bị gọi là luân hồi sinh tử. Thì từ đó chúng ta có thân này, vì có thân mà chúng ta phải khổ cho thân. Vì thế nên Đức Thầy kêu mình vì khổ cho thân mà chúng ta phải cố gắng tu. Tu cho gì? Tu cho nhàn tội tâm thân, chứ đừng tu cho để khổ tâm thân, quý vị. Vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ đưa ra những ý thế này. Ngày xưa Sĩ Đạt Ta nằm ở trong cung vàng Á Thế Lầu Son, không thấy được ánh mặt trời, không thấy được ánh mặt trăng, không thấy được bóng người đi qua, không thấy một bóng người đi lại. Một hôm nọ, ông được dạo bốn cửa thành, quý vị. Ông đi cùng với Sa Nạc. Thì sau khi đi cùng Sa Nạc thì đi đầu tiên của bác gặp cái người già đi cầm cái rậy nè, đi cầm cái rậy. Thì sau khi đi thì lúc này Sĩ Đạt Ta nói: này Sa Nạc, cái người đó là người gì mà sao đi mà nó chống gậy cụp qua cụp lại vậy, mà đi thấy yếu ớt quá vậy? Lúc này Sa Nạc nói: thì ngài muốn biết thì ngài lại hỏi người đó, tại sao hỏi con? Quý vị sao mà ta đặt câu hỏi này không? Vì Sĩ Đạt Ta ở cung điện Á Thế Lầu Son chưa từng thấy bao giờ những cảnh ngộ đã cái trên. Lúc này Sa Nạc, Sĩ Đạt Ta mới nói: thưa ngài, ngài là người gì vậy mà ngài cầm gậy? Nói: dạ thưa điện hạ, tôi là người già,
tôi là người già đi không có nổi nên đi tay nương gậy để cho nó chống đỡ qua ngày. Thưa quý vị, vì lần thứ hai gặp người bệnh lỡ lét thông cùi nằm ở bên đường, lúc này sĩ đặc ta hỏi chứ thưa ngài, ngài là người gì vậy? Nói dạ thưa ngài, tôi là người bệnh sắp chết, rồi bu kiến đậu nhức nhối vô cùng, sắp chết rồi. Lần thứ ba, ngài thấy một cái quan tài đang khiêng người ta khóc lóc kể lại những sự đau thương, cảnh sanh ly và tử biệt. Sĩ đặc ta mới hỏi người đại diện trong đám tang, nói thưa ngài, cái này là cái gì vậy? Nói dạ thưa điện hạ, cái này là quan tài đó, người khi mà ta trút hơi thở sau cùng, người ta mới liệm vô đây, rồi cuối cùng ta đào ba tấc đất rồi đưa dối người, cuối cùng sau này nó hoàng lại đất, đất hoàng lại đất rồi thưa ngài. Qua lần thứ tư, ngài dạo thành thứ tư, ngài gặp cái người đầu tròn áo vuông, trang nghiêm 32 tấc tốt, 80 vẻ đẹp. Ngài mới phanh tay và xuống hỏi, thưa ngài là người gì vậy và tại sao ngài làm vậy? Người tỳ kheo sa di mới trả lời quý vị, tâu điện hạ, tôi là người xuất gia tu hành cầu đạo giải thoát cho chính mình và cho tất cả chúng sanh. Bác thân, vậy thì qua một đoạn văn trên, chúng ta nhận thấy bốn câu này, bốn đường này, tức là bốn con đường mà Đông Tây Nam Bắc, là bốn con đường sanh già bệnh tử mà sĩ Đạt Ta lần đầu tiên đi dạo bốn cái thành, ngày hoàn toàn ý thức giác ngộ mà Đức Thầy chúng ta đã thường nhắc nhở. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì? Gặp cụ lão tay nương gậy trống, ngài xem qua lòng bèn cảm động. Lần thứ hai thấy kẻ ôm đau, xét cõi trần trong giả héo xào, chi xiết nổi núng nao cõi tạm. Lần thứ ba xe lìa khỏi trạm, được trông nhìn kẻ chết đang khiêng, về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để trí tìm phương giải thoát. Lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm, nào về đâu trời đảng điềm, giả tăng sĩ gợi lòng thái tử. Ngài rõ biết ấy là văn sự, phải xuất gia tầm đạo mau mau, liền hoài xe trở lại lai chào, xin dương hộ lánh xa Bồ Thế, tức là Bùi Thế Tục. Quá hay quá, độc đáo vô cùng, đoạn văn quá. Nhưng mà có điều kiện nha, mình nói đây dễ cười chơi thôi. Thì khi mà ta diễn tả xong thì có người ta thắc mắc, ta mới nói trời ơi, cô còn đẹp quá mà đi tu uổng như vậy, rồi cậu thanh niên này đẹp quá đi tu uổng vậy. Cái ta mới đặt câu hỏi với bác, ta đặt câu hỏi cho nó nè, tại sao anh đi tu khi còn son trẻ, hay thất tình lục dục bỏ đi tu? Người ta đặt câu hỏi là cái người này thất tình lục dục bỏ đi tu, chứ không phải là tu giác ngộ, mà tu muốn đi tìm kiếm con đường giải thoát của bác. Nhưng mà người này trả lời rất hay của bác, là muốn ra khỏi chốn ám u, noi gương Phật tổ, tôi tu đó mà. Thưa quý vị, vậy thì qua đoạn trên chúng ta nhận định lời Đức Thầy chúng ta nói rất chí lý, rất hay ho, mà chúng ta đây rất may mắn mà quy theo đạo Phật giáo hảo thì không có gì bằng. Nói vậy, vậy thì qua cái tiêu đề thứ ba, qua đề thứ tư là vì hiếu thuận mà tu. Thưa quý đồng đạo kính mến, nhất là bên cứu bà nha, tôi thì chỉ nhai mía mà nhổ xác thôi, chứ mấy bà rành hơn tư ốm rồi, vì tu nam không biết, mấy bà rành lắm. Thưa quý vị, các em nhỏ thân mến, từ bốn hôm nay muốn trao đổi các em đôi điều. Khi các em còn ở dưới trước cái máy đậu tràng này, thưa các em kính mến, thời gian khi các em còn ở trong bào thai, 10 tháng cu mang, 3 năm bồng ẩm, người mẹ hiền năm xưa, cái sắc nước hương trời, giờ đây nó vùi chôn theo dĩ dãn, vùi chôn theo bụi bặm. Thời gian khi thọ thai, người mẹ không bao giờ được chải tóc một lần, người mẹ không bao giờ cài tóc một lần, người mẹ không điểm trang một lần. Giờ đây sắc đẹp ấy đã dập dùi theo năm tháng, vì đâu? Vì con còn trong bào thai, ăn uống thì phải cử kiêng đủ thứ, ngồi phải nhẹ nhàng êm dịu, chi vậy đặng đúng ngày khai hoa nở nhị, tức là con mình mở mắt chào đời, mẹ tròn con vuông. Nhưng bên cạnh đó, nếu lỡ sống trong một gia đình nghèo khổ, cha mẹ phải tảo tần, phải sớm hôm phải cày sâu cuốc bẩm, đem tiền đem gạo về để giúp đỡ cho mẹ mình có sữa để nuôi con cho khôn lớn. Nhưng thằng ơi, trong cảnh nghèo nàn, cha mẹ hết sức vất vả, ăn thì thiếu trước hụt sau, tiền bạc không có, con lại đau ốm, ta nói nhà ngập thì bị mềm leo, phải không bác? Nhà ngập bị mềm leo, nên lúc này cha mẹ hết sức khổ đau, hết sức trằn trọc và hết sức khổ nhọc của bác. Chỉ thì hôm nay chúng ta nhận định qua một đoạn văn vừa trình bày ở cái trên, trong thời gian này khi con mình đúng ngày để rồi mở mắt chào đời, khi người mẹ nhìn mặt con tuy là đau nhức từng đoạn ruột xanh của bác biết nha, gọi là thập sản
khi mà sanh cái người con ra đời đó, 10 lần chết chỉ một lần sống. Sanh con ba đấu huyết ra, bốn đấu huyết mẹ tràn trề nuôi con. Bắt là do đâu? Là do sự máu huyết tinh để rồi chịu những cái hình hài đau đớn, cũng vì đâu, cũng vì con. Nhưng bên cạnh đó, khi mình con lớn, các em có nuôi cha mẹ được không? Và các em lo lắng cho cha mẹ được không? Khi các em tiểu tiện, đương ăn cơm, mẹ bỏ ra để rồi hốt rửa cho sạch. Đương ăn cơm, con tiểu tiện ra thì cha phải bồng rửa gáy rất sạch sẽ. Vì khi mình không lớn, mình có nuôi cha mẹ được những ngày vậy không các em? Chắc lẽ là hoàn toàn không có. Điều này người xưa người ta có đâu quý vị. Thì ơn thứ bảy lại còn hơn nữa. Giật quế nhơ giặt rửa mỗi ngày, những khi tiểu tiện ra ngoài, mẹ con bồng ấm, chẳng hề thối hôi, phải không? Có lắm kẻ lớn rồi không lãng, nuôi mẹ cha tính tháng tính ngày, thêm còn nhiều tiếng đắng cay, sao không chết vứt sống hoài làm chi? Hoặc là cớ sao chê cổ trọng kim, phụ cha phản chúa nổi liềm tôi con, thấy đời trần hạ thôn giòn, ai nuôi cho lớn mà còn kinh kỳ, ai nuôi cho mình lớn không mà giờ này mình phụ bạc cha mẹ quý vị. Mà trong cái một cái đoạn văn vừa qua mà chúng tôi trình bày quý vị, thì hỏi các em ơi, bây giờ nếu ai còn con còn mẹ, xin đừng làm cho mẹ khóc. Nếu ai còn cha, đừng làm cho mẹ, cho cha mình rớt từng giọt nước mắt. Hỏi các anh em ơi, vậy thì qua một đoạn văn tôi sẽ trình bày để dở lẽ qua mà các em nên cần ghi nhớ. Ta sinh ra cõi đời được hình hài để hoạt động, từ thở bé cho đến lúc trưởng thành đủ trí không an. Trong khoảng bao năm trường ấy, cha mẹ chịu biết bao khổ nhọc. Mà cụm từ khổ nhọc là nó cao như núi, nó rộng như biển, không thể nào chúng ta đền ơn cha mẹ được đâu các em ơi, không thể được đâu. Mà chỉ con đường duy nhất là chúng ta ráng lo tu thì chúng ta mới đền ơn cha mẹ được. Mà nếu cho ta không tu thì không thể nào đền cái ân ơn, cảm ơn cha mẹ. Mà nó dài dặn, hết sức là nó cao độ, mà như núi, mà như biển được. Thành ra các em phận làm con thì cố gắng chúng ta phải đáp đền cho tròn câu Hiếu Thảo: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trên nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con của bác. Vậy thì cái câu ca dao Việt Nam mà ta còn tôn trọng cái sự hiếu đạo như vậy, thì hôm nay người tín đồ Phật giáo, nhất là các em, khi cha mẹ mình già cả thì chúng ta muốn nuôi nấng, chúng ta phải thực hiện qua những lời chỉ dạy Đức Thầy sau đây. Thưa quý các em kính mến, vậy thì lúc cha mẹ còn sanh tiền có dạy điều hay lẽ phải, ta khá chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng làm buồn lòng cha mẹ. Và phải lo cho cha mẹ khỏi bệnh hoạn, khỏi ốm đau, khỏi đối gách, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc trong gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Ở cho biết những bất tì, vui lòng cha mẹ, vậy thì mới ngoan, phải không? Mới ngoan là giỏi, vậy thì các em mới giỏi. Vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta là người tu hành theo tu theo đạo Phật giáo hảo, thì không có gì bằng Đức Phật từng nói là không có tội nào lớn nhất bằng tội bất hiếu, cũng không có phước nào lớn bằng phước có hiếu. Điều này Đức Thầy khẳng định là hiếu trung lòng chớ vợ quên, sống lo trọn đạo, hát lên tiên đài. Quá hay các bác ơi, phải không? Chứng minh cái rớp liền, phải không? Dạ, cái rớp liền. Vậy thì bây giờ muốn qua phần này, chúng ta phải nói thêm. Bây giờ chúng ta muốn nuôi cho mẹ cho tròn, thì một là chúng ta phải phiên cho mẹ nè, phải tin lực nhân quả cho Phật thuyết ra, và phải phiên mẹ mình ăn chay, phiên mẹ mình niệm Phật, phiên mẹ mình làm lành, đặng vô bác, đặng gieo cái quả ngọt về sau, và cuối cùng khi chết có khác. Và riêng phần mình thì phải cố gắng trao dồi trí tuệ cho tinh thanh, đặng đến đường con đường giải thoát, để hầu trở lại cứu giấc của quyền thất tổ đang trong đợi, mà Đức Thầy chúng ta đã khẳng định. Ráng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát trốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo, cho ta hình dấp học cơ quyền. Chúng tôi vừa qua trình bày ở chỗ là tại sao ta phải tu đã xong. Bây giờ cái chương đề thứ ba là vì sao ta phải tu theo đạo Phật giáo hảo. Thưa quý đồng đạo kính mến, một quả trứng gà con khi muốn mở mắt chào đời, chú gà này phải mạnh dạn, đại hùng đại lực mổ trứng gà để thấy ánh sáng của mặt trời, cả vũ trụ không gian, xấu tốt đẹp đen trắng đỏ, phải không? Vậy thì chú gà này mới mổ trứng gà ra, mổ cho trứng gà ra thì chú gà này mới bật lên, mới nhìn thấy cảnh quan vật bên ngoài. Vậy thì chúng ta là người tu biết được cái giáo lý và tôn chỉ qua đạo Phật giáo hảo, chúng ta phải, một là chúng ta phải nhập vào đạo để tìm tòi, cũng như muốn tìm ngọc phải vô hang đá, muốn tìm kim phải xuống đáy biển. Vậy thì muốn tìm tòi
qua giáo lý Phật giáo hảo thì chúng ta phải đi sâu vào giáo lý Phật giáo hảo thì chúng ta mới tìm tàng được cái giáo lý này cao siêu giải thoát hay không là do chính mình phải tìm hiểu cặn kẽ và chú đáo, và cuối cùng chúng ta mới thấy được kết quả. Yêu sanh chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chứ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Bây giờ mình không nghĩa cho hiểu nghĩa cho làm sao đắc đạo của bác, phải không? Vậy thì bây giờ, một, đừng thấy người ta theo mối đạo nào đông đảo rồi vội vã theo đạo ấy mà chưa biết giáo lý ấy thế nào. Đừng thấy người ta Phật rồi vội vàng lập bằng Phật mà thờ, trong lúc đó chưa hiểu bằng Phật thế nào. Tại sao ta thờ kính Đức Phật? Càng tu càng thờ bấy nhiêu, để cho thiên hạ thấy rõ ta mê tín bấy nhiêu. Đừng bả đâu tin vướng nghe càng làm ngu muội đọa thân kiếp. Vậy thì chúng ta nhập đề bây giờ. Vậy thì người tu hành muốn chọn thì cuối cùng chúng ta phải chọn cái đạo nào phải chân chánh, phải có giáo lý, phải có giáo luật và có giáo điều, và có con đường cứu cánh giải thoát. Đạo nào vũ vỗ ngoài môi không đường giải thoát con thôi cho đầu bác. Vậy thì tu uổng công trình vạch lá tìm sâu mà cuối cùng tay trắng vào tay. Vậy thì chúng ta cần nên chọn. Vậy thì chọn nơi nào đạo chánh hưởng thờ thì mới được thân sao cao quý. Mời quý vị cùng tôi tham khảo. Vậy thì thứ nhất, cái thứ nhất là tin Đức Thầy là Phật mà ta quy theo đạo Phật giáo hảo. Thưa quý đồng đạo kính mến, bây giờ để chứng minh rằng Đức Thầy chúng ta là Phật, một là Đức Thầy chúng ta là sanh nhi tri, là bậc sanh nhi tri. Thứ nhất. Thứ nhì là thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, trung quán nhân sự, tức là tâm linh mắt thánh xem ba cõi, tánh hiển tai thần lắm quan khoan, hoặc là cặp mắt thánh dòm xem tứ hải. Đó là chúng ta công nhận ngày làm vị Phật. Bây giờ tiếp theo, thưa quý đồng đạo kính mến, vào năm 1939 tại làng Hòa Hảo có một vị thanh niên tròn 19 tuổi Tây. Không khi thời gian này thấm thoát trôi qua, Việt Nam chúng ta trải qua biết bao nhiêu sự thăng trầm, sự đổ vỡ, sự tang thương khốc liệt. Đức Thầy chúng ta động lòng hiền của đấng từ bi, ngài nhìn cõi đời lúc bây giờ dân đau không thuốc, gạo thì không có ăn. Đau lòng của đấng từ bi, ngài mới khai đạo cứu đời, giáo dân hướng thiện vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939. Trong lúc này nhân dân đồ thán, Đức Thầy chúng ta dùng ba phương pháp, gọi là ba phương pháp tổng trì để cứu độ chúng sanh trong thời kỳ Hạ Ngôn Phật Pháp, tức là đệ nhị thế chiến. Thưa quý đồng đạo, một là Đức Thầy chúng ta trị bệnh độ đời. Để chi vậy? Đã gieo cái duyên tình thương của tất cả nhân loại để truyền đạo một cách thực tế cho họ có lòng tin với Đức Thầy chúng ta. Đức Thầy, thưa quý vị, Đức Thầy chúng ta chưa bao giờ học Đông y, chưa bao giờ học Tây y. Nhưng mà tại sao Đức Thầy chúng ta trị bệnh viện hết lại thầy cho nè? Lá xoài, lá ổi, lá mít, bông trang, bông thọ, nước lã và nhang thôi. Nhưng mà cuối cùng đó, ai bệnh mà uống vô đó mà tin Đức Thầy là Phật thì 10 người hết 10 người các bác. 10 người hết 10 người. 10 người đều hết 10 người đó, chứ không phải vậy đâu. Thành ra ta mới gọi là tin Đức Thầy mà Phật. Bởi vì có ông Phật, chỉ có ông Phật mới cứu độ chúng sanh mà thôi. Các bác, trong lúc này của bác mà dịch tả rất tràn lan, tràn lan cả đó là cả đất nước chúng ta, mà chỉ có Phật ra đời mới cứu độ chúng sanh trong thời kỳ đó mà thôi. Thưa quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì hôm nay muốn chứng minh là Đức Thầy chúng ta là Phật, tôi kể quý vị một chuyện ngắn thế này. Nói có bà Trung Bá Khánh là quê ở An Giang, khi quy đạo Phật giáo hảo, tức là quy Đức Thầy, một hôm nọ bà mới đến Sài Gòn chợ nhà thương chợ quán để khám bệnh. Thì sau khi mà đến bác sĩ Trần Nhân Tâm khám bệnh thì bà đau cái mục đỏ bên hông của bác, bên lớn nè, khoảng chừng 1 kg. Thì sau khi khám bệnh xong, bác sĩ Trần Nhân Tâm mới nói bà Trung Bá Khánh ơi, 8 giờ mai bà đến bệnh viện tôi mổ cho, bởi vì bà cũng là tín đồ của thầy mà tôi cũng tín đồ của thầy, thôi để tôi giúp cho bà. Lúc bây giờ bà Khánh về nhà của bác, về nhà thì trong giờ đang chiều thì ăn không có ngon mà ngủ không được của bác, trăn trở hoài ngày mơi 8 giờ mơi mình lên ca mổ rồi biết sống hay chết. Thì trong thời gian bà đau nhất trầm kha trong thời gian này, lúc bây giờ có người tín đồ mới đến bạch thầy, bà Trung Bá Khánh đang bị đau, 8 giờ mơi đến bệnh viện nhà thương chợ quán để mổ ruột thừa, thầy có cái gì cứu bà không thưa thầy? Lúc bây giờ Đức Thầy nói thôi được rồi, bà lột hai trái cam ấy, bà cắt ra bà mới nặn nước vô ly, rồi bà kêu bà Trung Bá Khánh á thành lòng niệm Phật uống vô đi rồi mai sau thì biết. Thưa quý vị đồng đạo, vô cùng mầu nhiệm thai, vô cùng đặc biệt thai. Tại sao tôi nói con này? Thì sau khi đến 8 giờ bà mới chở ra bệnh viện nhà thương chợ quán để khám bệnh. Thì sau khi mà khám bệnh xong thì bác sĩ Trần Nhân Tâm mới dỡ áo lên thì chẳng thấy một quần đỏ nào hết,
nó biến di biến hải trơn, không còn tồn tại gì hết, không còn quần, không còn đỏ, không đen hết. Lúc này bác sĩ Trần Tâm mới nói: thưa bà uống thuốc gì mà bệnh bà sao bây giờ cái mụn đỏ nó tiêu rồi, tiêu hết trơn rồi, thì bà uống thuốc của ai và sao mà hết bệnh vậy, còn hơn bác sĩ vậy? Lúc bây giờ bà Trung Bá Khánh trả lời một câu ôn tồn và rất hay ho của bác: thưa bác sĩ, tôi uống thuốc Phật nên đã hết bệnh. Thành lòng nước lã đanh hồ, hữu tâm trí đức cam lộ phước ban. Uống thuốc Phật mới hết bệnh của bác, thuốc Phật hết bệnh thôi bác. Vì thành lòng nước lã đanh hồ, hữu tâm trí đức cam lộ phước ban. Vậy thì qua cái thưa quý vị đồng đạo kính mến, đức thầy chúng ta ngày xưa đó đi thuyết pháp đó ngang là 1000 đề tài, không cần chuẩn trước, không cần thiết cả 1000 đề tài mà không cần chuẩn trước, chẳng cần soạn như mình, chẳng còn có sự suy nghĩ, mà khi lời nói ra của bác biết không, là hết sức là thanh thao, hết sức là êm dịu, hết sức là màu nhiệm của một vị Phật ra đời để cứu độ chúng sanh. Vậy thì miệng dích môi đầy văn tao nhã, trên thì nói Phật pháp có lòng mộ đạo cho kẻ quy căn ghi gốc thiện duyên cùng thầy tổ, phải bác? Vậy thì ghi gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới thì nãy dùng quyền diệu tiên gia rồi, bây giờ thuyết pháp đi đâu đời? Vậy thì trong thời gian này, vậy thì miệng dích môi đầy văn tao nhã, thì đây một lời của vị Phật nói ra, không cần giấy nháp, không cần suy nghĩ, mà nói rằng ngày nay có Phật có trời là Đức Quỳnh Thiên Chủ ta, là một vị Phật, phải tin thầy Phật. Qua cái ý thứ hai, đức thầy ra đời dạy đạo Phật tiếng Việt, dễ học tiếng mẹ đẻ, dễ học dễ hiểu của bác. Thưa đồng đạo kính mến, đức thầy chúng ta sinh ở miền Nam đất Việt. Một là ngày đản sanh tại miền Nam đất Việt, hai là khai đạo tại đất miền Nam đất Việt, ba là đức thầy chúng ta nói bằng tiếng Việt, tức là người Việt Nam nói bằng tiếng Việt Nam, tiếng mẹ đẻ, dễ học dễ hiểu. Vậy thì hôm nay toàn bộ thi văn sám giảng của đức thầy chúng ta hoàn toàn những lời lẽ ôn hòa, từ ái chứa trang, là biểu thị thương người, mến vật và lo chúng sanh đi đến con đường giải thoát. Không bao giờ có những ý là mê hoặc lòng người, nhưng mà biểu ý chấn hưng Phật đạo, để rồi nhiều nhân sanh khổ chốn mê lầm, bờ giác ngạn khiên tâm lần bước tới. Trong toàn bộ sám giảng đức thầy viết bằng tiếng Việt, dễ học dễ hiểu, dễ đọc dễ hành, cho nên kẻ trí người ngu, kẻ già người nghèo, kẻ già người trẻ, nếu đọc học giáo lý thầy đều rác nhổ tu hành, sẽ được cứu cánh giải thoát. Vậy thì quyết dạy trần nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết, hoặc là dạy bổn đạo lấy cây câu trung đẳng, chẳng nói cao gì sắp trong đời. Bây giờ tôi đặt quý vị thế ngang, bây giờ thí dụ nha, thuốc là thuốc không cần phải thuốc nhập, nhưng người bệnh uống hết bệnh là thuốc hay. Pháp không cần nói cao tột đỉnh, mà người nghe được giác ngộ tu hành giải thoát, đó là pháp diệu. Phải quá. Vậy thì đầu tiên là thứ hai. Vậy thì qua cái ý thứ ba là giáo lý Phật giáo hảo rất phù hợp căn cơ trình độ của hàng tại gia cư sĩ. Thưa quý đồng đạo kính mến, đạo Phật giáo hảo là một tôn giáo nội sinh xuất phát từ lòng dân tộc, nghĩa là mà là một nền đạo vô vi không thờ có Phật, là một nền đạo canh tân. Thưa quý đồng đạo kính mến, vậy thì hôm nay đức thầy chúng ta dạy phải trở về tự tánh, hay tự tánh của chính mình, để phá tan tất cả những cái hình tướng bên ngoài mà chúng ta không nhận được cái giáo lý, mà chúng ta nhận về hình thức bên ngoài, và cuối cùng không trở về tâm thì cuối cùng không thể đắc đạo được. Nên đức thầy dạy chúng ta, người tín đồ Phật giáo hảo tại gia cư sĩ không cần phải chống đời đầu tròn áo vuông, mà chúng ta tu tại nhà, đứng giữa thế gian, hòa đồng với nhân sinh, sống hòa hợp với xã hội, lo cho tất cả nhân loại ở thế gian này. Thì cô bác thấy không, vì thì sống này không cần phải tu khổ hạnh, tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì bé mau, hoặc là qua sông nhờ được cầu lam, tu hành nào đợi chùa am làm gì. Thế nên nếu người tu theo đạo Phật giáo của hảo không cần phải đầu tròn ở vuông xuất gia tu hành, mà chúng ta tu tại nhà, thờ cha dưỡng mẹ cho tròn, lo làm bộ bổn phận công dân tốt của đất nước, và một là lo cho mẹ được tròn, lo tình vợ trên hòa giới thuận, và cuối cùng tình làng nghĩa xóm thấm đượm tình người, và cuối cùng hoàn hạnh cái hạnh tu nhân, và cuối cùng chúng ta sẽ được cứu cánh giải thoát. Điều này đức thầy chúng ta đã khẳng định: ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cốt cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành cho kia, gắn công trì niệm sớm phía, thân ti còn tục tâm lìa khỏi mê. Qua chương đề thứ ba, bây giờ chương đề thứ tư là giáo lý Phật giáo hảo rất cao siêu nhưng không xa rời thực tế. Thưa quý đồng đạo, vậy thì tôn chỉ Phật giáo hảo là Phật tu nhân, là noi theo chân truyền Phật tổ mà trao sửa, vừa làm tròn bổn phận con người trong kiếp sống, vừa rọi rửa thân tâm để đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Vậy thì học Phật là gì?
Học Phật là học những cái nguyện hạnh của Đức Phật, như Đức Từ, Đức Bi, Đức Hỷ, Đức Xả. Học Phật là học những cái là học hạnh, là học những cái nguyện hạnh của Phật là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Học Phật là học những giáo lý của Đức Phật để ngày sau chúng ta hành đạo, để ngày sau chúng ta đắc quả như Ngài. Đó là giáo phép, giáo pháp cao siêu. Vậy thì qua nhận định ở trên là ba nguyên nhân trên là chúng ta học Phật, là một là hạnh nguyện, là lập nguyện của Phật để ngày sau chúng ta tìm được giáo lý đó, chúng ta học giáo lý đó đặng ngày sau chứng quả như Ngài. Tu nhân là gì? Tu nhân là hoàn thiện bổn phận trước khi đến con đường giải thoát. Tu nhân là bổn phận con người trong kiếp sống cần phải có. Đây là dấu ấn đặc thù của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Vậy thì qua nhận định trên chúng ta mới thấy rằng vậy thì cuộc đời như thế nào và sống sẽ ra sao, và cuối cùng chúng ta phải thực hiện thực tế trên cuộc đời này. Thực tế cuộc đời này thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của cái dựng tu nhân của chúng ta. Vậy thì cần chi gạn hỏi diễn dông, làm người chưa vẹn khó hồng lẫn thôi. Hai cô bác, vậy thì qua cái nhận định chơi, vậy thì qua cái chỗ mà một đoạn văn là giáo lý cao siêu nhưng không xa rời thực tế, có nghĩa là giáo lý cao siêu tức là giáo lý giải thoát, đưa con người đến chỗ cứu cánh niết bàn và đến chỗ an vui giải thoát. Mà thực tế tức là gần gũi nhất và thấy được nhất, và cuối cùng chúng ta hành đạo một cách đắc lực nhất, và cuối cùng chúng ta sẽ thấy được giá trị thực tế qua những đoạn văn mà Đức Thầy chúng ta đã chỉ dạy. Thưa quý đồng đạo kính mến, vậy thì qua nhận định trên chúng ta mới thấy rằng giáo lý Phật giáo Hảo rất cao siêu nhưng không xa rời thực tế. Quỹ thứ năm là giáo lý Phật giáo Hảo về nghi thức thờ phượng đơn giản nhưng mang tánh vô vi. Người tín đồ Phật giáo Hảo có ba ngôi thờ cúng, trước chân nhà đều có ba ngôi thờ cúng. Một là ngôi của quyền thất tổ, chúng ta thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ tượng trưng cho thánh đạo. Ngôi thờ Tam Bảo, thờ Phật Pháp Tăng tượng trưng cho Phật đạo. Ngôi thờ này được mang hình chủ nhật màu da, bắt đầu tượng trưng cho sự vô vi tinh thần của Phật giáo. Phải các bác, vậy thì qua nhận định trên, bàn thờ thông thiên là chúng ta thờ thông dông giữa trời, bàn thờ này tượng trưng cho tiên đạo. Vậy thì qua nhận định trên chúng ta cần theo dõi những gì mà Đức Thầy đã chỉ dạy bằng cách cúng Phật như sau. Về cách cúng Phật, ta cũng nên cúng là nước lã, bông và nhang thôi. Nước lã tiêu biểu cho sự trong sạch, bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, còn nhang để bán mùi của chữa. Còn sự hành đạo này, thầy nói nè, nên thờ đơn giản cho lòng trở lại tâm hồn hơn sự hào nhoáng bề ngoài. Mang tính chất vô vi thì không nên tôn trọng hình thức, mà chúng ta phải đi trở về nội tâm bên trong để tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Phải các bác, vậy thì qua nhận định trên, một, vậy thì ngoài ra nên thờ Đức Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những vị anh hùng của đất nước. Không thên thờ một vị thần nào khác mà chúng ta không rõ căn tích. Đừng bả đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Qua cái ý thứ năm, cái thứ sáu là pháp môn tịnh độ dễ tu dễ đắc, mau thành mau kết quả. Thưa quý đồng đạo kính mến, pháp môn tịnh độ là pháp môn vi diệu, đệ nhất có một công hai, mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa không ai hỏi mà Ngài tự thiết. Hôm nay Đức Thầy chúng ta nhắc lại cho chúng ta biết, môn tịnh độ là phương cứu cánh, rắn phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Vậy thì môn tịnh độ là pháp môn cứu cánh là do đâu? Do Phật A Di Đà lập tại Cực Lạc Tây Phương Cực Lạc và thiết pháp môn này để cứu độ chúng sanh. Và khi thời gian vua vô chánh niệm phát nguyện 48 và nguyện trước Bảo Tạng Như Lai, điều nguyện thứ 18: khi tôi thành Phật, nếu chúng sanh nào lâm chung nhớ niệm danh hiệu tôi từ một niệm đến 10 niệm, tôi sẽ dùng thần lực đến trước về cõi Cực Lạc. Nếu không, tôi không thành đặng chánh đẳng chánh giác. Phải các bác, vậy thì hôm nay Đức Thầy chúng ta nhắc lại, người tín đồ Phật giáo Hảo trong thời kỳ hạ nguyên này không tự tu, không tự đắc, không tự làm được, nên Đức Thầy mới đem pháp môn tịnh độ này là pháp môn cứu cánh đệ nhất mà chúng ta nghe ông Văn Thù Xá Lợi có nhắc. Pháp môn niệm Phật là vua của các pháp môn, vì pháp môn này thù thắng đệ nhất có một công hai. Phải các bác, vậy thì hôm nay chúng ta rất may mắn sinh trong thời kỳ hạ nguyên Phật pháp, mà được nghe Đức Phật thiết lại pháp môn tịnh độ, được nghe Đức Thầy nhắc pháp môn tịnh độ, mà chúng ta chuyên trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng bảo đảm vãng sanh. Trong kinh Phật cho biết, người niệm Phật vượt ra khỏi tam giới, khỏi đoạn trừ Phật nghiệp, chỉ chuyên trì niệm Phật A Di Đà cũng đủ vãng sanh. Hễ vãng sanh vì Cực Lạc là được quả bất thối, chỉ cần niệm trong một tuần sẽ thành công, không đợi tu nhiều kiếp. Chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là sẽ được các Phật hộ niệm. Loại pháp môn này là pháp môn tổng trì, trong tốn 80.000 pháp môn là pháp môn tổng trì. Phải quá,
pháp môn tụng trì. Vậy thì khi mình niệm Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật thì được cả chư Phật mười phương đều gia hộ chúng ta, nên gọi là pháp môn tụng trì. Vậy thì bây giờ đi vào vấn đề, muốn giảng sanh cực lạc chúng ta phải cần hiểu những điều sau đây. Đức thầy chúng ta dạy, khi cúng xong ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên. Đồng đạo chúng ta ơi, đức thầy dạy rất hay, khi mình cúng xong gán ngồi niệm Phật, chắp tay niệm Phật, thẳng lưng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật 10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút, 50 phút, rồi đến 1 tiếng đồng hồ. Để như vậy, đặng chúng ta giữ tâm thanh tịnh, đặng giữ tâm thanh tịnh, đặng chúng ta đừng vọng niệm bên ngoài, và cuối cùng chúng ta mới nhập tâm vào cái chỗ chân lý niệm Phật. Như vậy chúng ta mới thấy được giá trị. Vậy thì cái một là chúng ta niệm Phật trong thời cúng là thời khóa niệm Phật, hai là tứ quy nghi là đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, phải không? Thì ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà. Vậy thì qua cái phần qua pháp môn niệm Phật, chúng ta đã thấy được pháp môn này là pháp môn đệ nhất, thù thắng đệ nhất. Mà nếu người nào tin Đức Phật Cái Đa hiện giờ đang thuyết pháp cứu độ chúng sanh, thì chúng ta cố gắng niệm Phật để rồi sau này được giảng sanh về cõi cực lạc, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất cân lành, hoặc là ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc bồ đoàn, hay là ở Tây Phương chư Phật cấm trong chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Thưa quý vị, vì pháp môn này là pháp môn hoàn toàn cứu cánh đệ nhất, người tín đồ Phật giáo hảo chuyên trì niệm Phật bảo đảm sẽ được giảng sanh theo lời chỉ dạy của Đức Thầy chúng ta qua một đoạn giảng sau đây. Là lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ cấp tụng nhân vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện vận hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Một đoạn văn hết sức độc đáo quý vị, hết được rồi. Bây giờ qua cái ý thứ 7, ý cuối cùng là một là giáo lý Phật giáo hảo gồm nhiếp cả tinh hoa tam giáo Phật lão nho. Thưa quý đồng đạo kính mến, bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo chân du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phải gối. Vậy thì muốn một giáo pháp nào phù hợp căn cơ trình độ chúng sanh lúc bây giờ, Đức Thầy chúng ta nhiếp gồm Phật lão nho, hòa đồng với tư tưởng liệu đạo Đức Thầy mà thành hình giáo pháp học Phật tu nhân, để rồi đem phụng sự cho chúng sanh, để đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Vậy thì Phật giáo luôn thể hiện con đường giải thoát, một là tư duy, rồi nhìn nhận bên trong và tìm kiếm tâm chân tánh của chính mình, rồi đi sâu vào nội tâm chúng sanh dụng tướng mà Phật ngài dụng tâm. Tức là vậy thì qua cái chỗ con đường của Phật dạy là con đường cầu đạo giải thoát, tự mình lèo lái con thuyền qua bờ bên kia giải thoát, tự mình tu cho mình giải thoát và tự mình lo cho mình giải thoát. Tu rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật gói chắc nhiều, nên gọi là con đường giải thoát của Phật. Vậy thì hoặc là hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh, quay về cõi phúc đường chân đạo Phật pháp thiền na giúp thực hành. Lão giáo luôn thể hiện thanh tịnh vắng vẻ đạm bạc, nhưng mà không bao giờ bị trói buộc, mà quan niệm nhìn đời như cõi mộng, sự thế nhược đại mộng, hồ di lao kỳ sinh, các bác phù sinh nhược mộng, đời lao khổ, tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Nho giáo luôn thể hiện con đường thực tế trên cuộc đời này, tức là thực tế vừa làm mới có ăn, vừa tu mới có chứng đắc, phải bác. Vậy thì thực tế, vậy thì rèn luyện con người phải có lương thường đạo lý, phải có kỷ cương, phải có nhân đạo và phải có công bằng. Đức Thầy chúng ta có nhắc, tiếp thay đạo nghĩa lương thường, thánh nhân đã vạch sẵn đường từ xưa, để cho quân tử lọc lừa, ở ăn hợp lẽ, ráng chừa tiểu nhân, phải bác. Vậy thì ba cái tiêu chí trên, ba phương pháp trên rất phù hợp với giáo lý học Phật tu nhân, phù hợp với truyền thống của dân tộc, và cuối cùng đem lại sự lạc cho chính mình để được an nhàn hạnh phúc giải thoát. Vậy thì muốn đạt mục đích này, người tín đồ Phật giáo và hở chúng ta cần phải tu thân hành đạo, tu thân thiện tính gắn chuyên cần, luật tự di đà giữ tứ ân. Người tín đồ Phật giáo hảo, một là tu theo đúng tôn chỉ của Đức Thầy, làm theo lời dạy Đức Thầy, một là cha mẹ mong bậc con cháu hiếu thảo, được mọi người kính yêu, gia đình hạnh phúc, hiện tại được an vui, sống sẽ được cứu cánh giải thoát. Điều này Đức Thầy khẳng định rằng người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn, hoặc là tu hành ác được thánh thơi, lại xem được Phật, được trời cho thai. Ngược lại, chúng ta tu không đúng tôn chỉ, không làm theo lời dạy với Thầy, thì cuối cùng gia đình chúng ta sẽ bị khổ đau, không hạnh phúc, xã hội chê bai, rồi gây tạo ác nghiệp, phải chịu luân hồi quả báo.
Điều này Đức Thầy chúng ta cũng có nhắc: không tu chừng khổ cũng ưng, để rồi mắc dòng sanh tử có bền được đâu. Thưa quý đồng đạo kính mến, vậy thì qua chương đề trên chúng ta nhận định người tín đồ Phật giáo hảo dùng chúng ta tu thiền hay tu tịnh, học Phật hay tu nhân, tu phước hay tu huệ, điều cần yếu là phải giữ gìn 8 điều ở cấm Đức Thầy. Đây là khuôn vàng thước ngọc để cho tín đồ soi rọi nơi bản thân mình, khẩu mình, ý mình, và cuối cùng sẽ được cứu cánh giải thoát. Vậy thì hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời kêu gọi mọi người phải trở về nơi tâm chính mình, và cuối cùng hành trì không trụ vào hình tướng, để rồi cuối cùng chúng ta sẽ được cứu cánh giải thoát. Đức Thầy chúng ta đã vì phong hóa nhân sinh phù hợp mà Ngài truyền đạo bằng một cách thực tế. Ngài không dùng bằng tiếng Phạn, tiếng Hoa, mà Ngài dùng bằng tiếng mẹ đẻ thân yêu, dễ học, dễ hiểu. Cũng như về nghi thức ăn ở, tu hiền, thiết pháp tiếng Diệu Đế, nhiếp hóa cách thu tiền tịnh, bàn tứ ân, giảng tâm nghiệp và lượng bát chánh. Nếu chúng ta là người tín đồ Phật giáo của hảo, chịu nghiên cứu, chịu miệt mài chọn những pháp môn nào phù hợp trình độ căn cơ chính mình mà hành trì, sẽ được cứu cánh giải thoát, sẽ được cứu cánh giải thoát của bác. Vậy thì qua cái chương trình đã kể trên thì chúng ta phải nhận định rằng làm sao chúng ta luận giải hết giáo lý quyền năng cao diệu của giáo pháp học Phật tu nhân. Giáo pháp ấy đã cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy răng kẻ tục vượt nơi hà. Giáo pháp ấy đã cùng đồng hành với dân tộc xây dựng quê hương, bảo vệ tổ quốc. Giáo pháp ấy đã giữ gìn giá trị tinh hoa văn hóa theo đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc. Vậy thì ngày nay chúng ta rất tự hào rằng giáo pháp học Phật tu nhân là giáo pháp sẽ đưa con người đến chỗ Tây phương cực lạc để học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Thưa quý đồng đạo, Đức Thầy chúng ta đã thắp lên sáng ngọn đuốc từ bi chí thiện, những sinh ấy đã xóa bỏ tất cả những từng cấp đẳng cấp trong xã hội, cho tín đồ có một nền tảng nhân đạo vững chắc. Đây là pháp môn tu đặc thù của đạo Phật giáo hòa hảo và phù hợp với hàng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân. Vậy thì nếu muốn đạt mục đích này thì chúng ta cố gắng, điều cần yếu tóm lại là chúng ta cần phải tu đúng giáo lý của Phật giáo hòa hảo. Một là con người có tu mới hoàn thiện được bản thân. Các bác, vậy thì gia đình có tu thì thôn hơn mới được kỷ cương hạnh phúc. Xã hội có tu thì thôn hơn mới được thiện hòa đoàn kết. Quốc gia có tu, nước nhà mới được thịnh trị văn minh. Thế giới có tu, nhân loại có tu, thế giới mới được thái hòa an lạc. Con người có tu thì người người mới được đắc đạo giải thoát. Vậy thì hôm nay chúng ta là người tín đồ Phật giáo hảo, học Phật tu nhân, làm theo lời dạy Đức Thầy. Một là phải có lòng cương quyết, tự tin Đức Thầy chúng ta là vị Phật, trở lại cứu vớt chúng sanh trong thời kỳ hãm hoan pháp. Và phải nghe lời chỉ dạy Đức Thầy, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng làm ăn và lo tu luyện chăm chắc. Phải tì tài tì sức, nỗ lực hy sinh xứ sở. Một là khi chúng ta phải trao tâm sửa tánh, rửa tánh gan lòng, gần lành xa ác, chuyên tâm niệm Phật và nhắc nhở mọi người cùng tu cùng tiến, đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Tôn Sư đã khai sáng đạo Phật giáo hảo và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Vậy thì chữ tu chớ khá chạy chày, phải trao phải sửa, nghe Thầy giải phiên, ra đời xương hiệu cùng biên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lập kỹ thì tha hoa vàng. Hoặc là ngày nay là phương Nam rặng ngọc chó lò, lưu ly hộ vách mấy tòa đầy cung, dành cho kẻ lòng chung chết chật, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng, chào người chân tu. Kính thưa quý đề tài, chúng tôi trình bày đến đây đã xong. Trước khi rời khỏi diễn đàn, kính chúc toàn thể quý vị có mặt nơi đây và xa hơn nữa được Đức Thầy chúng ta nhân ngày đại lễ 18 tháng 5 lần thứ 79 của cấp toàn đạo sẽ từ bi hỷ xã ban bố phước lành cho nhân chủng, trong đó có toàn thể quý vị sẽ được cứu cánh giải thoát. Và cuối cùng cầu chúc quý vị tâm được an, bệnh được tiêu, và cuối cùng tu hành để rồi đến đến chỗ giai đắc đạo quả, ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc của đàn. Xin lễ phép kính chào và xin trân trọng cảm ơn. Nam tô mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị và chư quý đồng đạo, vừa qua chúng ta đã nghe giáo lý viên trung ương Nguyễn Văn Bốn đến từ xã Thành Lợi đã trình bày qua đề tài chữ tu trong giáo lý Phật giáo hòa hảo. Chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức cùng toàn thể đồng đạo nơi đây xin chân thành cảm ơn ông đã lấy hết tâm trí để giải bài một cách rõ ràng, gành mạch cho tất cả đồng đạo chúng ta nghe.
và lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường hành đạo. Và giờ đây thì chúng tôi xin thay mặt cho tất cả đồng đạo nơi đây xin kính chúc ông luôn được dồi dào sức khỏe, tinh tấn tu hành để đem giáo pháp của Đức Thầy để ban giải khắp nơi nơi. Đề nghị tất cả đồng đạo chúng ta cổ vũ thêm cho ông một tràng pháo tay.